chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Anh cứ bình tĩnh này. Nó mà không cao quá là mình đi được đấy. Người ta còn cao bằng cái đầu anh ấy. Thế hãy chặt bớt đi. Từ từ. Không được, phải chính thử thách đi. Thế này thì mới là thử thách đi. Thử thách đi thấp này chị. Quá kia. Em mà đi, em đi 100 bước. Mọi người thấy cái chân nó rung 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 đấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. À đâu, phải là Một Màu TV. Vẫn đợi mãi thì mau đệ nó mới lên. Mình phải đi chặt tê từ lúc để làm quả keo là kinh điển nhất. Ngày xưa mình hay đi làm. Mau đệ biết đi cả keo không? Không, em thấy trong tivi rồi. Nhưng mà đây người ngã khách hết cả mồm. Ừ, ngã. Mày chưa biết gọi là anh gọi là siêu nhân à? Nhưng anh biết làm không? Tao chuyên gia luôn. Chuyên gia. Anh chỉ ăn tục nói phét. Mày cứ đánh là mày phét nhá. Chả thế. Nào cho phát ấy cái đục của tao đây nhỉ. Chả là tục nói phét. À đây nhá, cho mọi người sẽ hướng dẫn cho mọi người làm luôn nhá. Đấy, tức là cái này sẽ là bàn đạp này. Tí nó đục một lỗ này. Xỏ đến đây này. Bàn đây này, xong rồi đạp lên đây này. Sao cái bàn đạp gì mà to hơn cả cái đứng đấy? Thì bàn đạp nó phải to hơn cái đứng ý. To đến nơi. Không to hơn cái đứng thì đi kiểu gì. Ơ nhưng mà tí nữa anh ơi. Anh làm cuộc thi xong rồi bảo đấy. Thì thằng nào biết đi, có thằng nào thi được với anh. Đấy xong thử thách lừa anh Trung Ngâm ấy. Mới cả đạp chớ san ấy. Nhảy xuống ao nhá. Trời này mát. Trời này mày nhảy xuống ao nhỉ. Mát hết đấy. Thì thôi rồi đấy. Chứ nói chung là quả này phải nói chung là kỹ thuật cao mới làm được. Nó sợ. Nó phét tí. Đục đéo thế xong rồi thì nó nhét vào cái cây con này. Ừ. Đấy. Sa. Đẹp. Anh làm một đoạn đứt tay đứt chân đấy. Đứt nào được. Đứt ngay. Thế ra cho xe máy vào kìa. Đâu. Mau cụ à. Bố của ba đại ca ấy mọi người ạ. Ông bà cụ ấy. Đây là cụ trẻ này. Cụ trẻ con dâu. Mày. Để cả dơ nhìn như kiểu là con dê ấy. Anh review bộ dâu á. Mọi người à, đây là bộ râu của con dê gọi là cụ ở trên núi Côn Lôn vừa xuống. À, đâu? Dê này là dê nhốt chuồng. Dê nhốt chuồng. Thì râu nó mới ôi xì, cả lông rách ôi rách. Chả thế. Vả râu dừ. Chả thế. À, nói chung là tí nữa sẽ có một cuộc thi đi cặt khoeo bằng gọi là... gọi là sẽ có những cái hình phạt kinh điển. Kinh điển. Mày đi không? Nhìn chân anh có ba phết. Vậy nhá, bây giờ nhá. Thì nó làm quả kheo dài 1m2 nhá. Thế thì phải cắt cái này bằng. Cắt cái chân nó bằng đi đã. Anh cắt ra đi xong rồi tí nó lắm. Không cần, đục đã. Đâu, đục đéo. Anh có biết tạc tượng không? Tao đúc tượng được cơ mà. Mà này cá. Hả? Tao đúc được tượng mà. Mà chi đó. Đã một phẹt. Tao đang tùng một phẹt. Mày thấy thằng cu xin đấy. Xin thế nào? Tao đúc được đấy. Điên à? Đấy là để. Đúc một cái đúc tượng. Ôi anh ơi tao gài rồi. Chiều đi cạo tao đi. Ừ. Hôm nay chả mấy khi ngày nhà mất điện. Hôm nay còn mưa gió nữa chứ. Hôm nay mất điện chán nhỉ. Thế nên là chuẩn bị anh em mình làm xong cái này tí nữa lại đi câu tiếp mọi người ạ.
Mất điện nhưng mà may không nóng nhỉ. Nóng gì hết trời. Tao đang mặc nóng này, giết bố mẹ. Thế sao không cởi trần nữa đi? Thôi. Ngày trước có ai ấy, cởi trần. Ngày trước là không có áo mà mặc thì mới phải cởi trần. Bây giờ có áo rồi, tụi gì phải cởi trần. Áo nâng đời ấy, áo nâng đời. Vừa đầu cái áo áo đều đều, bây giờ áo xinh xịn hơn rồi nhỉ. Trời, 30 cái, 50 cái lên đời. Áo ba lỗ của anh nhìn ngứa mắt lắm. Người ta đến vòng cổ anh ấy, cái áo này còn xịn này, cái áo đều chạy xuống đến tận rốn ấy. Chẳng thế con ghen ấy nhỉ. Sột sệt ấy nhỉ. Sỏ qua cái lỗ đấy ấy. Điêu luyện phết nhỉ. Tay cờ siêu tay cờ đo thì đục đấy, đục lỗ này nhá, xong rồi đo phải cẩn thận đấy, chứ không á, chứ không đấy nha. Giả dụ nha, bây giờ cái lỗ này đó, đo làm sao để cho nó vừa với cây này đấy, tầm này là đẹp. Nhét cái cây nhỏ vào trong nữa, nhét vào đấy để xong làm bàn đạp như thế này này. Này mình đạp lên mình đi ấy, hiểu không? Mọi người khá nhỉ. Đấy, đi cà kheo thì cứ lên gặp anh em Tam Mao nhé. Mình sẽ để lại cái này. Mình làm xong cái cà kheo này mình sẽ để dưới quán sữa Tam Mao để cho thôi xuống thử đi nhé. Thế thì anh lại phải làm mua thêm một hòm tiếp tế. Tiếp tế gì? À, hòm y tế. Chống gãy răng à? Chống gãy răng ấy. Có viện răng hàm mặt xử lý hết rồi. Chẳng thế. Xong rồi gọi một bác sĩ đến chuyên gia. À đấy, anh em mình còn phải đi đào hoa dã quỳ để về trồng quán sữa nữa cơ. Để cho mọi người đến đây ngắm hoa dã quỳ luôn, đỡ phải đi xa. Ở nhà em cũng có một gốc. Gốc nhà mày có hoa đâu? Thôi nhỉ, sao năm nay không có hoa nhỉ? Gốc nhà mày mấy chục năm rồi. À, ở trên xe tư cũng có ấy. Đây, nói chung là đục lỗ này để đấy vào này. Xỏ vào, lúc nãy đục cái lỗ này to quá, bây giờ một, đục lại. Một cái một lỗ, một cái hai lỗ. Cái nào nhỏ hơn nhỉ? À đây, cái này trước này. Đây. Em được chưa? Dự tính nó sẽ cao như tầm này. Dạ, thế treo lên kiểu gì đấy? Hả? To quá, phải treo, to quá. Treo lên kiểu gì? Treo lên thì mình đứng lên trên kia để đạp vào đây để đi. Ai à? Mày bảo đi được không? Không. Sộp, cứ để im, làm mà xem. Không ấy, đi được luôn. Lỗ nào nhỏ hơn để cho sang cây nhỏ. Nè. Nè chưa? Thôi được. Không được gì. Anh làm nhấm nhỏ lắm. Nè anh, nè với các bạn đinh. Sắp xong rồi, sắp xong rồi mọi người ạ. Em đợi anh mà mệt lắm rồi đấy. Sắp xong rồi. Ui, đinh to quá này. To ra mày chắc. Anh đóng trời rồi. Nể tiếp đấy. Đóng rồi nó nể tiếp đấy. Nó xuyên qua đây luôn đó. Đúng chiều chưa nhỉ? Đúng rồi. Không. Phải chuẩn chiều đấy. Em ạ. Mày dễ đi. Sao mày ngã? Dâm mặt. Nắm đẹp quá đi bờ. Anh đợi đi. Từ từ, bình tĩnh. Làm nghệ thuật mà không được. Ui, nghệ thuật đấy. Đinh bắn khoảng cách tầm 3 mét.
không được mụn, không được vội vã. Anh ấy cẩn thận làm cái bóp bóp rồi đi tay chân chỉ đấy. Lại wow 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 wow. Đấy. Ok không? Ok không? Chưa ok được, chưa ok được. Nó phải còn nhiều cái bước nữa. Quần gì tiếp à? À quần gì rút này? Giờ là phải chêm vào nữa, tại vì mình đục nó hơi to rồi. Đói lắm rồi, thì nữa là... thịt gà cho anh đi. Đi. Thôi. Thịt gà cho anh đi. Ơ. Đấm nhau không? Bọc xuống à? Cao này đố anh đi được. Mày cả. Sẽ đi được. Hơi bị nẻ một tí tại vì mình dùng cái đinh nó hơi to mọi người. Đáng nhẽ chỉ dùng đinh 5 nên mình dùng đinh 7. Đấy, xong rồi đấy. Không biết làm thì có. Tao làm suốt mà lại kêu không biết làm. Để lo cái này cho nó chuẩn đã. Chả không biết làm. Mày thi đi không? Không, đem nã. Cái này không dài. Đi nữa, đi mọi mọi địa điểm tí nữa tao ra tao lội nước mày xem. Ngươi ngã đây. Sao tao lội nước mày xem không tin à? Người khác không tin. Tin người ngoài không tin anh em. Không nên tin anh em. Đấy ra rồi. Ok. Cao chưa? Được. Bây giờ mình sẽ... Thế là sao mình cứ chó chơi chơi chơi. Lẹ hồn. Phải đi rửa đó mọi người ạ. Mình cứ chó này. Mình cứ chó. Đây à. Mà này cái. Cao cao hơn bao đây đây mọi người nhá. Anh thử đi em nào. Anh thử đi em nào. Phải kiếm chỗ để ngồi đã. Đấy. Ôi trời ơi. Nhìn kinh khủng. Ui. Yêu. Đi đấy. Hơi run chân. Chả run. Đi đi. Lúc này này. Nhìn kìa. Tại cái cây này nó hơi yếu này. Không chưa dám bước lên. Chỗ kia vẫn nhìn cái chó ấy. Thế thôi. Lấy tinh thần đã. Nhắm lên. Cố lên. Anh bảo ngày trước anh đi siêu lắm mà. Không phải, cái cây này nó yếu quá nhìn này. Thôi. Cái non cây nó này. Chắc chắc tí như này. Đừng bốc phía. Đi treo đi. Treo lên. Quên này. Treo lên, đây lại bốc phía. Cố lên. Nhiều việc anh còn làm được, cái gì đi thế này. Mày ơi, gà gấp. Quả này là hơi bị ác chiến đấy. 1, 2. Chào lên. Ui, hơi run chân, hơi run chân. Chân hơi run. 1, 2, 3. Lên. Lên. Cao quá, cắt bớt tí nhỉ. Không. Thế này cắt nó bớt mình... thì một đốt thôi, tại vì nó cao quá. Anh chờ ạ, thế này đi. Nó mới ngầu. Mình ngầu. À đấy. Mày vào lấy cho anh cái mũ bảo hiểm cái. Không. Không. Phải có bảo hiểm mới dám trèo lên. Không là nó sẽ thành nguy hiểm chết.
Được, mọi người chờ 5 giây nhá. Anh cho anh là người hiểu với em. Một tí. Một xịn này. Một con khủng long. Nó mà cứng là mình đi được đấy. Cao như này cả đấy. Chào lên. Anh ơi, chào lên. 1, 2, 3. Nào. Đi đi. Cố lên, cố lên. Tao chỉ sợ nó bổ ngửa ra đằng sau thôi. Không. Quả to, bốc phét. Thôi, để cho anh đi xíu lắm. Cái này nó yếu quá. Yếu. Nó yếu quá, nó cao quá thì làm sao mà đi được. Không bao giờ yếu. Nó yếu quá. Thôi. Một bước rồi đấy. Thôi không đi được đâu. Một bước rồi. Tao mà đi được 3 bước thì sao? Anh đi 10 bước đi. Không phải, nó cao quá. Anh cứ bình tĩnh này. Nó mà không cao quá là mình đi được đấy. Người ta còn cao bằng cái đầu anh ấy. Ôi thế hãy chặt bớt đi. Từ từ. Không được, chính phủ thử thách đi. Thế này thì mới là thử thách đi. Thử thách gì đi thấp này trẻ. Quá kia. Em mà đi, em đi 100 bước. Mọi người thấy cái chân nó rung 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 ấy. Đấy. Chứ tại vì không phải là mình đấy đâu. Cái này nó yếu quá. À. Bây giờ hôm nay được mấy bước rồi nhỉ? 2 bước. 3 bước. Một bước lùi. Cố lên. Ui. Thôi thôi thôi. Thử thách. Kết thúc tại đây. Không được. Cưa bớt thì tại vì nó. Đây. Lấy cưa đây. Con chỉ là thử thách nữa. Phải, nó cao quá luôn. Nó yếu, chân nó yếu. Bây giờ sẽ thử cắt bớt một đốt trước đã. Ừ, sao đây? Đến ra đây. Bắt lấy này. Thử cắt bớt một đốt trước đã. Một đốt thành 2 đốt à? Tí nữa nếu mà thấy đấy quá thì mình có thể thì chặt tiếp. Bao giờ đến lúc nào đi được thì thôi. Ừ, thế thì chặt hẳn cái bàn đạp xuống đất đây. Ta đi được. Khổ vây cứt chó. Đùa, nhà mình hơi làm cứt chó. Chán không mình. Tí nữa lại phải đi rửa rồi. Rồi đi đi. Tôi sẽ thử xem đi được mấy trăm mét nha mọi người. À, đi. Mấy chục mét. Đi đi. Ngã này ngã này, lấp mốt rồi. Lấp mốt rồi, đi. À xa. Đi. Đi dẻo vết rồi đấy. Cái này nó mấy người nhìn mông ma này cả. Ngoài. Nó tê tái. Ngoài thấy rồi đấy, mông ma này cả. Ây. Mỏi ghê. Có được nghỉ không? Không. Dựa tường bao nghỉ tí. Đi luôn. Dựa tường bao nghỉ tí. Đi nhanh vào. Hôm nay. Ui nè thôi. Nè thôi. Nè. Nè bàn đạp thôi. Ôi ghê. Ôi ghê. Nhưng mà sẽ cố gắng xong cái thử thách này. Đã đi lên đến nhà bà Tiền. Sao anh chui vào nhà? Mỏi quá. Ông Tân. Ông thấy cháu cao không? Ơ sao anh nhìn thấy? Quá tưởng vào. Ui, chưa lên đến nhà bà Tiền. Ô lên. Nể cái dưới chân mình rồi mọi người ạ. Ai làm cái kiểu kheo rồi đấy? Đóng đinh. Cháu. Làm tận đâu đây? Thử làm hay là cháu? Làm đấy? Thử thôi. Cố gắng đi đến đâu hết sức nhá. Mỏi đấy, lên đây, qua một thử thách nha, là lên đến nhà bà Tiền rồi nhá.
đi lên góc xa cư đấy học. Thử thách thứ hai là đi lên đến nhà. Nhà tiếp theo. Rồi. Nhà bà Tám. Nên nhà bà đi. Tám. Ai đi giỏi đấy. Vươn cao đây. Cái này nhá, không phải là dễ đi đâu mọi người nhá. Cái này cực kỳ khó đi đấy. Vì sao mình đi được như thế này? Là ngày xưa. Rồi anh ơi, anh ơi, kể anh xem bốc vé đi mọi người ạ. Là ngày xưa mình đi khá là nhiều nhưng mà ngày xưa không đi cái nào cao như thế này cả. Ôi, tai nạn, tai nạn, tai nạn. Cảm giác là khá là mệt. Nhưng mà đi cái này mà thăm tổ chim được anh nhỉ? Mình sẽ cố gắng đi xa nhất có thể. Gọi là lập kỷ lục Việt Nam. Ui ui, tai nạn, tai nạn. Hôm nay mình sẽ lập kỷ lục. Đại ca giúp cho chị được. Nếu mà không phải hôm nay điều kiện hơi khó khăn là hai cái cây tre này đều yếu quá, nó không cứng. Cái cây bên trái mình đây này, chân này này, là nó rất là yếu. Và cái thứ hai nữa là cái bàn đạp ở trên chân trái của mình. Và cái thứ ba nữa là đang bị má đại ca. Ui, không biết đi. Đang bị cái bàn đạp bên chân trái của mình đang bị bị thoát. Và thử thách thứ ba là lên đến nhà ông Trung là đến cổng rồi. Ai nè, xin chào anh Toàn. Kinh điển không anh? Ui, kinh điển luôn đấy. Nhưng em thấy người ta chạy nhanh lắm, anh thử chạy nhanh em hả? Không chạy được, không thử. Không chạy được đâu, đang đau chân rồi. Ồ, thế cũng đỏ. Toát cái dưới rồi. Nhưng mà chân chưa? Đi cái xe nào, đúng đi điểm nào? Cố gắng nè. Cố gắng lên thế nào? Ôi, một, hai, ba, lên thế nào? Ba. Ui giời. Rồi, thử thách kết thúc. Anh càng heo, quăng cực chuẩn luôn, để anh ấy luôn thế nào? Ui giời. Cố gắng. Ba đi qua đi để cho sang tự bát cho rượu đi nào. Ui, đi con lên, vượt lên chính mình thế nào? Nào. Ba đi cao hỏi lắm mọi người ạ. Như hiểu là đau đẻ. Như người đau đẻ nhỉ? Hiểu là buồn đi vệ sinh. Đau mệt. Phải nói là phải nói là hơi bị được. À cho ông Tấn đi thử đấy. Hơi bị đan chảy đúng không? Cái bàn đạp này nó bị toác mất rồi, yếu mất rồi. Thế nên là khá là khó để đi tiếp được. Với lại khá là mỏi mọi người, mỏi lắm. Mình đã đi được khoảng tầm từ cổng nhà mình lên đến đây phải được 100 mét rồi. Nào, cho ông đi thử đi nào. Ông đi đi. Có đi được không? Đấy, ông đi đi. Nào. Đố ông trèo lên mà đi đấy. Ông đi trèo lên đi kiểu gì? Trèo lên trường bao cho người bận đạp vào rồi. Ai làm cái này khó đi xích nhở? Ông phải bỏ dép đi. Thế mới là thử thách. Cũng bật lên chính mình nhé. Ông phải trèo lên được tường bao. Đây đi nữa. Bố nào đi nổi. Đấy, bố đây, bố đi được đấy. Mất chạy. Đi nổi đâu. Mất chạy. Đâu ai đi được. Đây. Chờ cái nào. Lên thế nào được mà lên. Ông phải trèo lên tường bao. Thôi thôi. Thế ông chịu thời. Ông chịu thời rồi. Ông đi từ bao bây giờ? Ông đang đi đâu không? Bây giờ cố gắng làm một cái thử thách nữa. Đã đi về nhà. Đi về nhà. Không đi ra được nữa à? Nó mỏi hết cứng hai cánh tay rồi. Chưa nè phải ăn được bao tô cơm đi nhờ. Mỏi cứng tay luôn đấy. Là một âu. Còn mỏi cứng tay thật luôn nhá. Tay cảm giác bây giờ như kiểu cái lần đầu đi tập gym nó mỏi. Ấy, thật. Thế chưa có câu được cả. Câu được. Là thôi khả năng là đi về. Đi về. Quá. Thôi, mình sẽ cố gắng vừa đi vừa chào tất cả mọi người. Để tao xe máy đi qua đã. Tao xe máy đi qua đã. Bây giờ mình sẽ đi giật lùi nhá. Đặt sang bên đây. Dũng, mau lên sang bên đây. Đó. Đấy.
giật lùi vào trong, mày phải xem đằng sau anh có cái gì không nhá. Đi giật lùi sao á? Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, nhớ cho mình một like, một share và một... sao có gì không? Một comment ý tưởng ở bên dưới nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh Hoàng Trung bên cạnh của mình nhá. Kênh Hoàng Trung bên cạnh nhá. Đây là kênh mới của mình, mọi người nhớ chia sẻ và ủng hộ thật nhiều đấy. Vâng. May mà xong được. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Cậu thấy quá. Đây, từ. Đây, đội mũ bảo hiểm không? Không. Đây sau đây Dũng sẽ chỉnh sẽ thử nhá. Đây Dũng, anh phải giữ nhá. Không, anh phải sang bên xe bò này lấy. Anh để chèo lên xe bò này. Xe bò. Chuẩn. Chứ anh đi được thang bây giờ không đi được hay không? Rồi. Bỏ dép đi. Đi cả dép. Dép. Đi dép ngã gãy răng à. Chân ở giữa. Đây em thấy người ta đi cả xeo cả dép được. Phóng còn chạy rồi đùa. Mày thấy đám đùa ngựa. Ở chân này. Đây này. Lên mà nó khó đi đấy nhỉ. Run rồi. Con vết lại đạp. Đạp cho đạp bằng đạp lên đúng vừa đạp đằng kia. Gây vào kia rồi lão kia bỏ ra đi. Anh kia thì nó mắc đấy, bỏ ra. Kia ra đấy là mắc đấy, anh phải cho xa xa ra. Cho xa ra. Kê cho xa ra. Bỏ xa ra. Thì cái bàn đạp bên này nó đang không hơi ngửa tẽ. Như là sắp rơi rồi đấy anh ạ. Nó bị tê và lúc này đóng đinh to quá. Bên này yếu rồi, bên này. Anh phải đặt hẳn ra ngoài này, anh đi bỏ chân lên. Tưởng ta đang chưa biết đi. Mày nói. Anh ạ. Anh không đi được đâu. Nhưng mà không ăn thua. Đi lại à, không thôi. Thử đâu. Thôi anh chịu, anh thử lại mà được. Không làm được là anh mà thôi. Không, khả năng là đéo đi được luôn, bảo anh Dũng giờ này không được đi. Lúc nay dài em phải chặt bớt một đốt đấy, em không đi được. Nhưng mà lúc đầu chú cũng hơi bị vấp đúng không? Tại vì lúc này lúc đầu nó dài. Đi là bước chân cái nào. Nó non. Non đấy, nó còn rung à. Nó rung một phẩy ra mà. Với cả cái bàn chân của anh yếu quá, là lúc nãy toàn một cái là anh đi đang toàn. Không thì anh đi xuống tận mỗi lão anh thôi. Ai, lúc quyết, lúc quyết. Thôi, bỏ đi mà làm người. Im, răng lại, nói im lại, răng môi lại lẫn lộn. Rồi mất hai răng giả rồi thế này. Hãy để cái xe đây gần gốc cây dơm nhá. Tí nữa răng môi lại trôi hết vào họng. Tao ngã xe mãi nó quen. Tránh ra cái, biết. Em phải tránh ra cái. Tránh ra cái. Nhưng mà đéo đéo ra được chân. Không, phải hơn á. Cái cây nó dài hơn rồi. Đừng kê vào đấy. Đừng có kê vào đấy, kê vào đấy, đấy. Nó quệt ra. Kê thì gì? Nó còn ngửa ra luôn. Để hít cái nhau. Để hít cái nhau. Ôi, bước thế thì càng không đi được rồi. Bật à? Nếu bước thế thì càng không đi được. Chị chúng bật à? Được. Bạn im mồm rồi xem nào. Có đi với đúng để với 100 là đói thế. Rồi bước luôn. Bước là đi. Bước là đi luôn. Mà không bước được thì là thôi. Chứ cái này nó có đứng được đâu. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện
một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. À, và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.